Anh em ơi, giới thiệu cho anh em con bà tây 66 này nè. Con này máy gớt nha anh em. Rất nước sơn với gớt hoen. Bữa nay mình giả thật em nói nghe anh em. Anh em có mua món gì liên hệ luôn. Bà tây 66. Em có mua lóc, mua heo hay là mua bét gì đó liên hệ luôn. Em ngoại hình của nó thì ở trên này chóc nhiều nghe nè, hai bên hông lóc thì còn ok. Gã đầu món quán nghe nè. Thì bây giờ để test máy cho anh em coi tham khảo nha. Con này đợi tua chậm nghe nè, 13HB tua 28. Này có cúp nè nè. Này cúp cò này anh em mua về chế vô 3T66 đời 14 nữa, tua vàng 50 với 3T68 sắt nhỏ nha. Khỏi cần đề nghe nè. Cúp cò giật nhẹ chạy. Được bánh chớ vấn đề bơm chọn ra nghe nè. Đây nắp này, nắp cái đĩa chỗ này xét nhưng mà ở trong chưa xét nghe nè, chỗ này động nước chuẩn bị xả nhớt bung mặt tê nghe nè, bung tê bung nắp bung chụp còi á. Anh em mua món nào anh bán món đó, gòn ha, con gin nè, heo bọng. Anh em mua gì liên hệ luôn, món nào bán món đó.